Sáng mình đánh thì mình gặp lại hai ông này nhiều lần, nhưng mà gặp ông này nhiều hơn. Ông này gặp lại chỉ có hai lần thôi, hai ba lần thôi. Nói chung sáng giờ gặp nó gặp hai người này hoài. Chung tem, chung tem. Tôi đây nha mọi người. Chơi chinh phục. Máu thì lấy từ cái trái tim khổng hận với lại ba cái biểu đồ là ngon rồi. Còn cái chơi, còn cái quyền năm bích đấy nó chỉ có cộng 5 máu thôi. Nó ít. Nhưng mà tôi thích cầm chinh phục cho cô lô hẳn bên kia luôn. Thank you.
lần này ngay từ ban đầu mình không có ý định ức, mà thấy nó cứ sao sao ấy. Nói chung là mình muốn ức, nói chung là tôi bị dùng cái từ là mâu thuẫn á, không muốn ức nhưng mà lại muốn ức. Cái đoạn sau tôi không có mọi người ạ, thì tôi không ấy cần hiện đam, nói chung là trận này bình thường. Cái trận cái khúc sau thì không có cái màn kết thúc nha mọi người. Thôi thế thôi, trận này ban đầu mình không có muốn up, cái biết sao tại sao luôn lại muốn up lên. Ok, làm heo tâm mách bảo biết sao giờ. Cảm ơn mọi người xem video nha.